Thi Thiên 49. Hỡi muôn dân, hãy nghe điều này. Hỡi mọi người trên thế gian, hãy lắng tai nghe. Bất luận người hạ lưu hay người thượng lưu, người giàu có cũng như người nghèo hèn, miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan. Sự suy ngẫm của lòng tôi là sự thông sáng. Tôi sẽ lắng tai nghe câu châm ngôn. Tôi sẽ lấy đàn hạt mà giải câu đố. Vì sao tôi phải sợ hãi trong ngày tai họa, khi sự gian ác của những kẻ muốn tiến vị tôi vây phủ tôi? Chúng tin cậy nơi tài sản mình, khoe khoang của cải dư dật của mình. Không ai chuộc được anh em mình, hoặc trả giá chuộc người ấy nơi Đức Chúa Trời, để cho người ấy được sống mãi mãi, không hề thấy sự hư nát. Vì giá chuộc mạng sống quá đắt, người ấy không thể trả nổi. Vì người ta thấy người khôn ngoan chết, kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, để lại tài sản mình cho kẻ khác. Chúng nghĩ trong lòng rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi, và chỗ mình ở vẫn tồn tại từ đời này qua đời kia. Chúng cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Nhưng loài người dù giàu sang cũng chẳng còn mãi. Nó giống như thú vật phải hư mất. Đường lối chúng là sự ngu dại của chúng, và những kẻ theo chúng thích lý luận của chúng. Chúng bị định xuống âm phủ như bầy chiên. Thần chết sẽ chăn giữ chúng. Buổi sáng, người ngay thẳng sẽ dè đập chúng. Hình hài của chúng bị tiêu hủy. Âm phủ sẽ là nơi ở của chúng. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. Chớ sợ chi một người trở nên giàu có khi vinh quang nhà người ấy tăng lên, vì khi chết người ấy chẳng đem gì theo được, vinh quang cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Dù lúc còn sống, người ấy kể mình là được phước và được người ta ca ngợi khi người thịnh vượng, người ấy sẽ đến cùng dòng dõi tổ phụ mình, sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Người nào hưởng sự giàu sang mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất. Tiết đoạn 3. Hãy nhắc nhở các tín hữu phải tuân phục các người lãnh đạo và chính quyền, phải vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc lành, không xúc phạm ai, tránh gây gổ, nhưng hãy dịu dàng và cư xử hết sức nhã nhặn với mọi người. Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau. Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta được bày tỏ, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh, là đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta, để chúng ta nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời. Đây là lời chắc chắn. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó, để những ai đã tin Đức Chúa Trời sẽ chú tâm vào việc lành. Đó là điều tốt đẹp và ích lợi cho mọi người. Nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những vấn đề gia phả, những sự bất hòa và những tranh luận về luật pháp, vì những điều này đều vô ích và chẳng có giá trị gì. Sau khi đã khiển trách kẻ gây bè phái một đôi lần rồi thì hãy xa lánh họ. Vì con biết rằng kẻ cứ lầm lạc và phạm tội như thế thì đã tự kết án mình rồi. Khi ta sai Atema hoặc Tychicơ đến cùng con, thì hãy cố gắng đến ngay với ta tại Nicopoli, vì ta định ở đó qua mùa đông. Hãy cố lo liệu cho luật sư Sena và cho Apollo khi họ ra đi, đừng để họ thiếu thứ gì cả. Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành, để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. Tất cả những người đang ở với ta gửi lời thăm con. Kính lời chào thăm những người yêu thương chúng ta trong đức tin. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em.
Ê-sai, đoạn 51. Hỡi những người đeo đuổi sự công chính, là người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta. Hãy nhìn xem vần đá mà từ đó các ngươi được đục ra, và hầm đá mà từ đó các ngươi được đào lên. Hãy nhìn xem tổ phụ các ngươi là Abraham và Sarah, là người đã sinh ra các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình, nhưng ta đã ban phước cho người và làm cho người trở nên đông đảo. Vì Đức Giê-hô-va an ủi Si-ôn, Ngài an ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài khiến hoang mạc trở nên vườn Ê-đên, đồng hoang trở nên vườn của Đức Giê-hô-va. Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, lời tạ ơn và tiếng hát ca. Hỡi dân ta, hãy chú ý nghe ta. Hỡi nước ta, hãy lắng nghe ta. Vì luật pháp sẽ ra từ ta, và công lý của ta sẽ là ánh sáng cho muôn dân. Sự công chính của ta đã gần kề, ơn cứu rỗi của ta sắp hiện ra. Cánh tay của ta sẽ cai trị các dân, các hải đảo sẽ trông đợi ta, và chúng hy vọng nơi cánh tay ta. Hãy ngước mắt lên các tầng trời và cúi nhìn dưới đất, vì các tầng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ mòn như chiếc áo, cư dân trên đất sẽ chết như ruồi. Nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công chính của ta không bao giờ chấm dứt. Hỡi những người hiểu biết công lý, hãy nghe ta. Các ngươi là những người ghi khắc luật pháp ta trong lòng. Đừng sợ người ta đã kích, cũng đừng kinh hãi vì những lời sỉ vả của họ. Vì mối sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên. Nhưng sự công chính của ta sẽ còn mãi mãi, ơn cứu rỗi của ta còn từ đời này sang đời kia. Hỡi cánh tay Đức Giê-hô-va, hãy thức dậy. Hãy thức dậy, mặc lấy sức mạnh. Hãy thức dậy như ngày xưa, như các thời cổ đại. Chẳng phải chính Ngài đã phanh thay Ra-háp, đã đâm quái vật biển đó sao? Chẳng phải chính Ngài đã làm cạn biển, tắt các nguồn nước của vực lớn, làm một con đường dưới biển sâu để dân được cứu chuộc đi qua đó sao? Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về. Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng hò reo, niềm vui bất tận sẽ đội trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, còn sự buồn bã than vãn sẽ biến mất. Ta, chính ta là đấng an ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người là loài hay chết? Sợ con cái loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ. Ngươi lại quên Đức Giê-hô-va, đấng đã tạo nên ngươi, đã dương các tầng trời và đặt nền móng quả đất, để suốt ngày ngươi cứ run sợ vì cơn giận của kẻ áp bức, khi nó định hủy diệt ngươi sao? Nhưng bây giờ, cơn giận của kẻ áp bức ấy ở đâu? Kẻ bị bắt đem đi sẽ nhanh chóng được thả ra, sẽ không chết trong ngục tối, và cũng không thiếu lương thực. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng làm cho biển động và sóng vỗ ầm ầm. Danh ta là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta đã đặt lời ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta. Trong khi dựng các tầng trời, đặt nên móng quả đất, và nói với Si-ôn rằng ngươi là dân ta. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thịnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén làm cho loạn choạng. Trong số các con trai mà Giê-ru-sa-lem đã sinh ra, không một đứa nào dắt nó. Trong số các con trai mà nó đã nuôi, chẳng một đứa nào đến cầm lấy tay nó. Hai tai họa này đã xảy đến cho ngươi, tức là tàn phá và hủy diệt, đói kém và gươm đao. Ai là người cảm thương ngươi? Ta sẽ lấy gì an ủi ngươi? Con cái ngươi đều ngất xỉu, nằm ngổn ngang khắp đường phố, như sơn dương mắc lưới. Chúng ở dưới cơn giận của Đức Giê-hô-va và sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi. Vậy hãy nghe đây, hỡi kẻ khốn khổ, là kẻ say nhưng không phải vì rượu. Chúa là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng bênh vực dân Ngài, phán thế này. Kìa! Ta đã lấy lại từ tay ngươi chén làm cho loạn choạng, là chén của cơn thịnh nộ ta.
ngươi sẽ không còn uống nó nữa. Ta sẽ đặt chén ấy vào tay kẻ làm khổ ngươi, là những kẻ bảo ngươi rằng hãy nằm xuống cho ta bước qua, rồi lưng ngươi như nền đất, như đường đi cho người ta qua lại. Ê-sai, đoạn 52. Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, hãy thức dậy, hãy mặc lấy sức mạnh ngươi. Hỡi Giê-ru-sa-lem là thành thánh, hãy mặc trang phục lộng lẫy của ngươi. Vì kẻ không cắt bì và kẻ ô uế sẽ không còn vào nơi ngươi nữa. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy đứng dậy, vũ bụi bặm và ngồi trên ngôi. Hỡi con gái Si-ôn là kẻ tù đày, hãy tự cởi trói khỏi cổ ngươi. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này: các ngươi đã bị bán mà không được trả tiền, thì cũng sẽ được chuộc lại mà không cần tiền bạc. Chúa là Đức Giê-hô-va phán: trước kia dân ta đã xuống Ai Cập tạm trú tại đó, nhưng về sau người A-si-ri đã áp bức họ. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta làm gì đây, vì dân ta đã vô cớ bị đày đi? Đức Giê-hô-va phán: những kẻ cai trị họ cất tiếng kêu la, và dân ta thường xuyên bị xúc phạm, ngày này sang ngày khác. Vậy dân ta sẽ biết dân ta. Thật, trong ngày đó họ sẽ biết rằng chính ta là đấng phán rằng ấy chính là ta. Những người rao truyền sự bình an, loan báo tin lành, công bố sự cứu rỗi, và nói với Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, bằng chân của những người ấy trên các núi xinh đẹp biết bao. Những kẻ canh gác của ngươi cất tiếng hát, họ cùng nhau reo mừng, vì họ sẽ tận mắt thấy Đức Giê-hô-va trở lại Si-ôn. Hỡi những nơi đổ nát của Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi dòng hát mừng rộng ràng, vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va để trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt mọi nước, mọi nơi tận cùng trái đất đều thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy đi ra, hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó, đừng đụng đến đồ ô uế, hãy ra khỏi nó. Các ngươi là người mang vật dụng thờ phượng Đức Giê-hô-va, hãy thanh tẩy chính mình. Nhưng các ngươi ra đi không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh, vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước các ngươi, và Đức Chúa Trời của Israel đi sau bảo vệ các ngươi. Này, đầy tớ ta sẽ hành động cách khôn ngoan, sẽ được tán dương, được tôn vinh và tôn cao tột cùng. Nhưng nhiều người sẽ ngạc nhiên về người, mặt mày người tiều tụy hơn bất cứ người nào khác, hình dáng người không giống con loài người. Cũng vậy, người sẽ thanh tẩy nhiều dân tộc, các vua ngậm miệng lại vì người, vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu điều mình chưa từng nghe.